Kính chào quý khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Quân chủng Phòng không Không quân đã công bố 9 ấn phẩm kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và 40 năm ngày ký Hiệp định Paris. Trong những ngày này, cả nước kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với vùng cửa khẩu Nam Giang, Đắc Tà Óc, nơi được mệnh danh là cổng trời, đất Quảng Nam để gặp những chiến sĩ của trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thời gian gần đây, ở xã An Thành, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai, rộ lên thông tin tại các khu nhà mồ của đồng bào dân tộc bị kẻ gian đào trộm để tìm gỗ xưa từ các quan tài chôn người chết gây hoang mang cho người dân địa phương. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Nga. Giới phân tích kinh tế dự báo, lượng hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang Nga có thể tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ của các binh sĩ Anh đang đồn trú tại Afghanistan, Thủ tướng Anh David Cameron thừa nhận nước Anh đã phải trả giá đắt cho việc tham gia cuộc chiến kéo dài suốt 11 năm qua tại quốc gia Trung Nam Á này. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành nội vụ. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành nội vụ cho thấy, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giao. Toàn ngành đã hoàn thành 15 trên 15 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thành lập Ban chỉ đạo, tổ biên tập và ban hành kế hoạch thực hiện, bảng phân công nhiệm vụ, đề cương đề án. Ngoài ra, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị quyết số 15 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 12, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và 15 văn bản đề án ngoài chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khác. Lãnh đạo các bộ, ngành địa phương đã chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với những giải pháp chỉ đạo thiết thực, quyết liệt, hiệu quả. Năm 2013, ngành nội vụ tập trung hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, các văn bản đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình kế hoạch, tiếp tục triển khai nghị quyết số 30C của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng luật tổ chức Chính phủ sửa đổi, luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân sửa đổi và luật giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo lộ trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thực hiện các công việc chuẩn bị tiến hành tổng kết và trình Hội nghị Trung ương 7 khóa 11, báo cáo tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường, đề xuất kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân theo hướng tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt rõ mô hình chính quyền đô thị và chính quyền ở nông thôn, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Toàn ngành cũng tập trung hoàn thiện đề án cải cách hành chính tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020, trình Hội nghị Trung ương 7 khóa 11 vào tháng 5 năm 2013 và trình Chính phủ điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tại 62 huyện nghèo. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đến dự, chúc mừng Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo khái quát về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2012-2017, vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2012, nghe công bố các quyết định của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra của Hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc hội, nghe thông báo về sự phân công trong Ban thường vụ Hội cựu chiến binh cơ quan và một số định hướng chính về hoạt động của Hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc hội trong năm 2013. Theo báo cáo khái quát, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2012. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 5 với 99 ủy viên. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban thường vụ gồm 23 đồng chí và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, anh hùng lực lượng vũ trang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2012-2017. Các đồng chí Phùng Khắc Đăng, Lê Thành Tâm, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 5. Đại hội cũng thông qua thư gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, báo cáo kết quả đại hội và bày tỏ quyết tâm của toàn hội, nguyện trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, thông qua thư gửi anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước. Đại hội đã thống nhất cao thông qua các văn kiện và nhất trí quyết tâm thực hiện 8 chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2012-2017. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức công bố các ấn phẩm kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 40 năm ngày ký Hiệp định Paris. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là sự kiện lịch sử quan trọng, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh và ý chí Việt Nam. Chiến thắng có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau thất bại nặng nề này, Mỹ cử đoàn đại diện đến Paris, Pháp để nối lại cuộc đàm phán. Trên tư thế của người chiến thắng, phái đoàn ta tại cuộc đàm phán đã kiên quyết đấu tranh, giữ vững nội dung cơ bản của dự thảo hiệp định đã thỏa thuận. Qua nhiều cuộc trao đổi, đến ngày 13 tháng 1 năm 1973, bản dự thảo cơ bản đã được thông qua. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký chính thức vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Hội nghị Paris và Hiệp định Paris được coi là đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao Việt Nam, mãi mãi là một dấu son không bao giờ phai mờ trong lịch sử dân tộc. Cuộc đàm phán Paris về Việt Nam là hội nghị dài nhất trong lịch sử đấu tranh ngoại giao thế giới. Đó thực sự là cuộc đấu trí vô cùng gay go, phức tạp, đầy kịch tính trên mặt trận ngoại giao. Đó cũng là hội nghị thể hiện rõ nét nhất, hiệu quả nhất, thành công nhất của nghệ thuật kết hợp đánh, đàm dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao. Với mong muốn cung cấp cho đông đảo bạn đọc thêm những tư liệu về các sự kiện quan trọng này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách gồm 9 ấn phẩm chọn lọc, phản ánh sinh động những vấn đề liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Hội nghị Paris và Hiệp định Paris trên nhiều khía cạnh. Các tác phẩm này là những tư liệu phong phú, quý về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và Hội nghị Paris, về nghệ thuật quân sự, nghệ thuật ngoại giao của Việt Nam, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, qua đó góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng đối với quân và dân ta, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, vùng cửa khẩu Nam Giang Đắc Tà Ốc chỉ có rừng, mây trắng và cái rét khắc nghiệt về đêm. Vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống, những chiến sĩ của trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong những ngày cả nước sôi nổi kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chiến sĩ biên phòng nơi cổng trời đất Quảng Nam này. Không đông đúc như các cửa khẩu lớn tại một số tỉnh thành trong cả nước, nhưng công việc của các chiến sĩ biên phòng tại trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn lặng lẽ việc nối việc với từng người, từng chuyến xe qua lại biên giới. Bên cạnh đó, các anh còn dành nhiều thời gian công sức cho công tác vận động quần chúng, thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với các ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc triển khai chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn. Trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang làm nhiệm vụ quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, định kỳ giao ban với trạm công an cửa khẩu Đắc Tà Ốc để kịp thời trao đổi thông báo tình hình với trạm công an cửa khẩu Đắc Tà Ốc về nhiệm vụ quản lý bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới của hai bên. Nhiều năm qua, cấp ủy, chi bộ trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho từng cán bộ đảng viên. Qua đó, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được phổ biến, quán triệt một cách sâu sắc. Bộ chiến sĩ trạm là thường xuyên học tập tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh để đảm bảo tốt cái thủ tục cũng như là hướng dẫn người dân ra vào khu vực biên giới xuất nhập cảnh đảm bảo đúng cái thể lệ, đảm bảo đúng nguyên tắc.
công tác phối hợp chung giữa trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang và trạm công an cửa khẩu Đắc Tà Ok Lào luôn được thực hiện nghiêm. Trên tinh thần đồng chí anh em, hoạt động kiểm soát và tuần tra chung khu vực biên giới được tiến hành thường xuyên. Có chung nhiệm vụ vì an ninh biên giới của hai địa phương, hai tỉnh anh em Quảng Nam, Sê Công. Thời gian qua, chúng tôi và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang phối hợp rất ăn ý, liên tục cung cấp cho nhau thông tin, xử lý thông tin và phối hợp tuần tra. Các chiến sĩ của đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xử lý và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm hình sự gây rối trật tự địa phương. Các anh cũng không quản nắng mưa đến từng bản làng để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân bản. Bản tin thời sự tổng hợp xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho hành khách đi lại trước, trong và sau Tết Quý Tỵ 2013, đến nay các đơn vị vận tải hành khách tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai tăng cường phương tiện vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp đón Tết này. Tại ga Diêu Trì, năm nay ngành đường sắt đã nâng số tàu phục vụ lên 23,5 đôi tàu mỗi ngày, nhiều hơn 5 đôi so với ngày thường. Riêng khu vực miền Trung được tăng lên 3 đôi tàu. Tuy nhiên, số vé tàu được phân phối cho tuyến Diêu Trì đi Sài Gòn sau Tết giảm từ 4.000 vé xuống còn 3.000 vé. Trong khi đó, tại bến xe trung tâm Quy Nhơn, các doanh nghiệp vận tải hành khách cũng đã chuẩn bị các phương án tăng chuyến phục vụ Tết. Số lượng xe tăng từ 250 chuyến lên 280 chuyến mỗi ngày. Riêng giai đoạn sau Tết, tuyến Quy Nhơn đi Sài Gòn sẽ được tăng từ 21 chuyến lên 35 chuyến. Các tuyến nội tỉnh cũng tăng từ 70 lên 90 chuyến hàng ngày. Sáng nay tại Hải Dương, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức hội thảo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện việc lập duyệt và quản lý quy hoạch nông thôn mới. Trên 60% xã đã hoàn thành quy hoạch chung. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ cao như Thái Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tuy nhiên trên thực tế, một số địa phương, đặc biệt là các xã, còn lúng túng trong quá trình triển khai. Chất lượng quy hoạch còn hạn chế do thiếu sự đồng bộ trong quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch. Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động tới người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, rà soát kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu một cách thực tế, sửa đổi bổ sung các quy định cho phù hợp với kinh phí lập quy hoạch cho từng loại hình xã, tăng cường bố trí cán bộ, kinh phí tổ chức thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn đối với từng loại hình xã khác nhau.